Các lực lượng Nga sử dụng pháo binh tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực thành phố Severodonetsk, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết trong tuyên bố trên Facebook ngày 29 tháng 5. Phía Kyiv bác bỏ thông tin này và cho biết lực lượng Ukraine đang đánh bật lực lượng Nga ở khu vực ngoại ô. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết chiến sự ở Lyman vẫn tiếp diễn. Hiện tại lực lượng Nga đang chuyển trọng tâm sang vùng Donbass ở miền đông Ukraine sau khi vấp phải sự kháng cự dữ dội của Ukraine ở thủ đô Kyiv và các khu vực khác. Tổng thống Ukraine ông Zelensky nói sẽ có thêm tin tốt về vũ khí vào tuần sau. Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác, sự sẵn sàng của họ nhằm cung cấp cho Ukraine mọi thứ cần thiết để bảo vệ tự do.